Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàng Việt chinh phục người Việt số 2 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong chuyên mục hôm nay, sau phóng sự về thị trường hàng Việt với chủ đề biến động giá cả hàng hóa trong mùa dịch bệnh, tiểu mục sản phẩm Quảng Trị sẽ giới thiệu về nhãn hiệu nước mắm truyền thống Ba Xiêm ở Cờ Tùng, huyện Vĩnh Linh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên thế giới, cũng như nước ta đã có ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và trên lĩnh vực trái cây, thủy sản nói riêng. Đây là hai mặt hàng có trữ lượng lớn của Việt Nam xuất khẩu đến các nước trong khu vực. Trên thị trường Quảng Trị, một số mặt hàng như tinh bột sắn, chuối hương hóa, cà phê cũng có ảnh hưởng trong quá trình xuất khẩu. Tại các cửa hàng trên địa bàn cũng như trên trang Facebook bán hàng online, những sản phẩm như thanh long, dưa hấu, tôm hùm đều được bán với giá thấp hơn một nửa so với thời điểm trước đây. Theo chia sẻ của chủ cửa hàng kinh doanh, thì giá các loại đều giảm hơn do không xuất sang thị trường Trung Quốc. Về Vinmart Cộng thì cũng đồng hành cùng việc giải cứu những sản phẩm của người dân. Thì Vinmart Cộng cũng có là chung tay để là giải cứu một số mặt hàng giống như là thanh long và tôm hùm và một số là sản phẩm như là dưa hấu, đấy, hấu ruột đỏ ở trên tất cả các hệ thống của cả nước và tỉnh mình là cũng có. Nhưng là đối với là khu vực tỉnh là chỉ giải cứu những sản phẩm là trái cây thôi. Còn tôm hùm thì ở trong kia là không có là chưa ra ở tại khu vực mình. Thì tốc độ bán và cái xử lý tốc độ bán của cái khu vực ấy, thì rất là tốt về những sản phẩm giải cứu đó, vì thực chất là giá là cũng là tương đối là rẻ so với là trước đây. Nhiều sản phẩm có thị trường xuất khẩu như tinh bột sắn, hồ tiêu, cà phê hay chuối ở Hương Hóa đều có ảnh hưởng do đợt dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã và đang tìm giải pháp để tìm thị trường mới. Tại công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, những tháng đầu năm, thị trường xuất khẩu cũng gặp những khó khăn nhất định. Song công ty vẫn nỗ lực thu mua nguyên liệu cho người dân với giá thành ổn định, duy trì sản xuất. Khi mà cái dịch bệnh corona nó xuất hiện, nó lây lan rộng, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về thị trường. Về đầu vào thì chúng tôi, về tinh bột sản thì chúng tôi phải bằng mọi giá phải thu mua đầy đủ cho các cái hộ nông dân ở vùng nguyên liệu đồng bào của chúng ta ở Hương Hóa. Ngày nào cũng chạy, công suất chạy tối đa để mà đảm bảo cái tiêu thụ cái sản tươi cho bà con. Tuy vậy chúng tôi gặp cái đầu ra hết sức khó khăn. Sở Công Thương cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp, các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, các nhà phân phối, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Đối với mặt hàng chuối ở Hương Hóa, một mặt hàng có thời hạn tiêu thụ ngắn, phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa bàn vùng núi Hương Hóa. Do đó, thời gian này, các doanh nghiệp trên địa bàn đã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan 120 tấn chuối. Ngành cũng yêu cầu các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm các thị trường xuất khẩu nông sản mới để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, biết phát huy lợi thế địa phương cùng với niềm đam mê và hăng say lao động, những người dân ở vùng biển Quảng Trị đã cho ra thị trường những sản phẩm có tính cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nước mắm Ba Xiêm cũng đã được nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh cũng như là người dân gần xa biết đến, thưởng thức. Với phương pháp sản xuất truyền thống, nhãn hiệu này đã có chỗ đứng trên thị trường hơn 10 năm nay. Chúng tôi tìm đến tận nơi sản xuất nước mắm do bà Phan Thị Xiêm làm chủ. Đã 64 tuổi, nhưng người phụ nữ này vẫn rất nhanh nhẹn với những công việc thường ngày của mình. Từ buôn bán hải sản tươi sống rồi chuyển sang làm nước mắm, bà Xiêm là người có kinh nghiệm để chọn ra được những loại cá tươi ngon phục vụ cho việc chế biến nước mắm. Cùng chồng gia đình bà Xiêm, nhiều gia đình ở khu vực cảng cá Cửa Tùng gắn với nghề biển.
từ nguồn lợi thủy sản như cá cơm, cá nục của ngư dân đánh bắt về. Từ tháng 2, tháng 3 âm lịch, đây là thời điểm mà cơ sở thu mua hàng tận cả để làm nguyên liệu để sản xuất nước mắm cung cấp cho thị trường. Mình làm với cái tấm lòng của mình thôi, cho nên là mình chỉ xuất khi ủ mắm đến khi mà kéo dài là tôi đã quy trình là 2 năm. Cho nên là khi mà rút ra thì nước mắm vừa đầm cái mùi sản phẩm là cái màu sắc nó cũng đậm đà hơn, nước mắm cần dán. Thành ra là nhiều khách hàng tôi quen thuộc thì họ thích cái màu sắc hơn. Ban đầu bắt tay làm nghề nộp mắm, bà Sim đầu tư 700 triệu đồng xây dựng hệ thống sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn. Lợi thế của gia đình nằm ngay bên cảng cá nên xây dựng cơ sở chế biến nộp mắm rất thuận tiện, thoáng đãng. Các bể chứa mắm nằm trong nhà nhưng đều đảm bảo có ánh nắng mặt trời thì mắm mau ngấm, nộp mắm mới ngon. Nguyên liệu chế biến nộp mắm là cá cơm và cá nục. Theo bà Diêm, hai loại cá này khi thành nộp mắm có vị thơm ngon, tạo ra đặc trưng của nộp mắm truyền thống ở đây. Nghề làm nộp mắm truyền thống đòi hỏi tỉ mẩn từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu, ủ chượp thời gian từ 1,5 năm đến 2 năm mới chắt lọc ra nước mắm nguyên chất. Cứ như vậy, sản phẩm nước mắm không thể bán hết từng năm mà bán theo kiểu gội vụ. Nước mắm năm trước gội sang năm sau, càng để lâu càng có mùi thơm đặc biệt. Mỗi năm, cơ sở nước mắm của bà chỉ mua và chế biến trên 50 tấn cả nguyên liệu. Ở đây là cái nguyên liệu gần cảng cá, cho nên tôi thấy mà nguyên liệu tươi, chủ yếu là cá cơm và cá nục tươi ngon thì tôi mới mua và đưa vào sản xuất. Mình sản xuất theo thủ công thì nó lâu, tức là khi mình đánh chớp đến khi mà mình đưa vào mà lượt thì cái lượng mà nữa thì nó tốn kém sức hơn. Tức là khi mà nước mắm họ làm giống công nghiệp thì họ chỉ xuất ra thì họ chế biến được nhiều loại, nhưng đây tôi chỉ chế biến một loại thôi. Cơ sở chế biến thường xuyên có 2 người làm công tác kỹ thuật. Khi vào vụ cá, gia đình hợp đồng 7 đến 8 lao động là chị em phụ nữ thao nghề ở tại địa bàn, trả lương theo thỏa thuận từng thời điểm. Cứ mỗi năm, bà bỏ ra khoảng từ 400 đến 500 triệu đồng để thu mua và chế biến. Sau khi trừ các khoản chi phí, trả tiền công người làm, còn lại mỗi năm bà thu nhập 200 triệu đồng. Đó là chưa kể có thêm nguồn thu từ ruốc chua được làm theo bí quyết riêng của gia đình. Ngoài lượng người mua trong huyện, bán hàng xa của bà Diêm rất nhiều, chủ yếu ở một số tỉnh như Hà Nội, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói rằng là thương hiệu và nhãn mác là một vấn đề rất quan trọng trong việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm hiện nay. Về nông dân thì ở Vĩnh Linh thì chúng tôi đang còn tiếp tục xây dựng các cái thương hiệu nhãn mác của các cái sản phẩm do hội viên nông dân làm ra. Đến nay thì Vĩnh Linh đang có xây dựng nhiều cái nhãn mác để tiến tới xây dựng cái thương hiệu để bảo đảm cho cái giá trị sản phẩm của nông dân khi đưa ra thị trường thì tăng thêm giá trị cao hơn. Còn những thương hiệu nộp mắm truyền thống ở vùng Lệch, Cửa Tùng thì đã có tiếng vang khắp nơi trong nước, kể cả nước ngoài như Lào, Thái Lan. Nhờ nghề nước mắm mà nhiều hồ ven biển trở nên khá giả, cuộc sống ngày càng thay đổi. Riêng cơ sở nộp mắm hoàn toàn làm bằng thủ công truyền thống của bà Diêm ở khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng. Nếu ai đã dùng một lần thì chắc sẽ trở thành khách hàng lâu dài, vì đây là sản phẩm truyền thống được làm ra từ hải sản vùng biển nổi tiếng từ xa xưa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Người Việt chinh phục hàng Việt đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.